Thứ tự của các đại từ bổ ngữ trong câu tiếng Pháp. Như chúng ta đã biết, các đại từ bổ ngữ đều đứng sau chủ ngữ và trước động từ. Tuy nhiên, trong một số câu tiếng Pháp, chúng ta có thể sử dụng nhiều hơn một đại từ bổ ngữ. Vậy cần phải sắp xếp các đại từ này theo thứ tự nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video này. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu quy tắc sắp xếp chung cho các loại câu trong tiếng Pháp. Các đại từ sẽ được sắp xếp theo thứ tự trong bảng sau. Theo thứ tự trong bảng: m, t, s, nu, vu sẽ được xếp đầu tiên. Tiếp theo là l, la, lê. Thứ ba là lui, leur. Thứ tư là y. Và cuối cùng là đại từ on. Chúng ta sẽ cùng xem ví dụ để hiểu cách áp dụng các thứ tự này khi đặt câu bằng tiếng Pháp. Ví dụ đầu tiên: offrez-vous ces fleurs à Lucie? Bạn có tặng những bông hoa này cho Lucie không? Giả sử như ở câu trước đó, chúng ta đã nhắc đến fleur và Lucie. Vậy để tránh lập từ trong câu này, chúng ta sẽ phải đổi ces fleurs thành đại từ les và à Lucie được đổi thành đại từ lui. Vậy lúc này trong câu sẽ có hai đại từ. Theo như thứ tự các đại từ trong bảng, les sẽ đứng trước lui, nên câu của chúng ta sẽ là les lui offrez-vous? Bạn có tặng chúng cho cô ấy không? Ví dụ thứ hai: ne parlons pas de ma nouvelle maison à mes parents. Đừng nói với cha mẹ của tôi về ngôi nhà mới của tôi. Tương tự như ví dụ trước, nếu chúng ta đổi de ma nouvelle maison thành đại từ en và à mes parents thành đại từ leur, vậy trong câu sẽ xuất hiện hai đại từ. Đại từ leur sẽ đứng trước en, nên câu của chúng ta sẽ là ne leur en parlons pas. Đừng nói với họ về nó. Một số điều chúng ta cần lưu ý. Đầu tiên, đại từ y và on không được sử dụng cùng với nhau, trừ trong cấu trúc il y a. Ví dụ, đối với câu j'ai mis des papiers dans le tiroir du bureau. Tôi cất một số giấy tờ vào ngăn bàn. Trong ví dụ này, des papiers có thể được thay thế thành đại từ on. Và dans le tiroir du bureau có thể được thay thế thành đại từ y, nhưng y và on không thể xuất hiện cùng nhau trong một câu, nên chúng ta chỉ có thể đặt câu thành j'en ai mis dans le tiroir du bureau, tôi cất chúng vào ngăn bàn, hoặc j'y ai mis des papiers, tôi cất một số giấy tờ vào đây. Chúng ta sẽ không thể nói j'y en ai mis. Tiếp theo, các đại từ ở cột 1 và 3 hoặc 3 và 4 cũng không thể đi cùng với nhau. Ví dụ: je me présente au directeur. Tôi giới thiệu mình với giám đốc. Trong câu này, nếu muốn tránh lặp lại từ directeur, chúng ta sẽ phải dùng đại từ nhấn mạnh. Je me présente à lui. Tôi giới thiệu mình với ông ấy. Chúng ta sẽ không thể dùng đại từ bổ ngữ lui như je me lui présente. Il a écrit à ses parents à Venise. Anh ấy đã viết thư cho bố mẹ mình ở Venise. Tương tự đối với câu này, chúng ta có thể đổi thành il leur a écrit à Venise, chứ không thể nói il leur a écrit. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu thứ tự của các đại từ trong câu ở thức imperatif khẳng định. Trong câu imperatif khẳng định, các đại từ sẽ được đặt phía sau động từ và đặt theo thứ tự le, la, lê đứng đầu tiên,
Tiếp đến là lui, leur. Thứ ba là moi, toi, nous, vous. Thứ tư là đại từ y và cuối cùng là đại từ on. Lưu ý khi moi và toi đứng trước đại từ on và y sẽ được đổi thành m phẩy và t phẩy. Ví dụ, offrez-lui ces bonbons. Hãy đưa nó những viên kẹo này. Nếu chúng ta cũng thay đổi ces bonbons thành đại từ le, lúc này trong câu sẽ có hai đại từ. Theo thứ tự trong bảng thì le và lui sẽ đứng sau động từ và chúng ta sẽ đặt le đứng trước lui. Vậy câu sẽ được đổi thành offrez-les-lui. Hãy đưa chúng cho nó. Ví dụ tiếp theo, donnez-moi des fleurs. Hãy tặng hoa cho tôi. Nếu chúng ta cũng đổi des fleurs thành đại từ on, lúc này trong câu sẽ có hai đại từ moi và on. Moi sẽ đứng trước đại từ on và được đổi thành m phẩy. Vậy câu mới sẽ là donnez-moi. Ví dụ cuối cùng, dis-moi la vérité. Hãy nói cho tôi biết sự thật. Nếu la vérité được đổi thành đại từ la, chúng ta sẽ phải đặt đại từ la đứng sau động từ và đứng trước đại từ moi. Vậy câu mới sẽ là dis-la-moi. Hãy nói cho tôi biết điều đó.